Chúng ta cùng nhau bố trí chim chóc cho cảnh hoành tráng và đẹp hơn nhé các bạn. Bây giờ tôi nhấn phím Shift và S. Xoay lên. Quy Shift. Rồi, xoay. S tiếp. Nào, chúng ta cùng bố trí chim chóc nào. Các bạn chuyển về Tab Object. Chọn phần People and Animal. Và bấm vào đây chúng ta chọn. Tôi chuyển qua Tab chọn chim chóc ở đây. Chúng ta sẽ chọn loại chim đang bay. Nếu như bạn nào muốn loại chim không bay thì chúng ta bấm vào đây thì chim sẽ không bay, tôi bấm vào. Và bây giờ tôi có thể nhấn Ctrl và chọn 10 chú một lúc. Bấm chuột trái. Tiếp tục. Rất nhiều. Tôi sẽ cho bay lượn khắp bầu trời. Các bạn chú ý cho bay vừa phải thôi, nếu nhiều quá thì sẽ không đẹp đâu. Sau khi chọn xong, tôi về lệnh di chuyển. Bây giờ tôi nhấn Ctrl và kéo chọn tất cả. Sau đó tôi nhấn E và Shift. Xoay lên. E, Shift. Tôi chọn về phần trên 2. Và chọn những vị trí chú chim ở đây. Kéo cao lên. Nào, hãy cùng nhau bay cao lên nào, bay cao lên nào. Ok. Cao cỡ này theo tôi chắc ổn áp rồi. Tôi có thể nhấn Ctrl và chọn những vị trí ở đây. Cho một vài chú bay thấp xuống, nếu mà bay quá cao thì cũng sẽ không đẹp. Và cũng trên 2. Chúng ta kéo thấp xuống một chút. Có thấp có cao thì đẹp hơn. Các bạn nhấn thêm Ctrl và chọn. Chọn vào và kéo xuống. Thấp thấp cao cao một chút. Và tiếp tục ở vị trí này cũng vậy, Ctrl tiếp. Và kéo thấp xuống. Các bạn đừng để chim bay đâm vào tường nhé. Sau khi xong, chúng ta chỉ cần đơn giản chọn qua công cụ khác là chim sẽ tự bay. Và bây giờ nhấn phím E zoom gần lại. Xin lỗi các bạn, nhấn phím E thấp xuống và nhấn phím Shift và V kép zoom gần lại. Chim lượn đầy bầu trời rồi đấy các bạn. Tôi thấy rằng chim khá nhiều, chúng ta cần phải xóa đi một chút. Nếu nhiều thế này thì sẽ không đẹp chút nào. Tôi chọn xóa. Các bạn nhấn Ctrl và bấm vào một đối tượng thôi, sẽ xóa những chú chim này. Và tương tự màn này cũng vậy, tôi sẽ xóa đi. Và bên này cũng thế, Ctrl. Quá nhiều sẽ không tốt. Ok, vậy là ổn áp rồi. Thế là công trình chúng ta đã sinh động hơn nhiều rồi đấy các bạn. Có chim bay lượn. Bây giờ thì cùng nhau bố trí một vài cây hoa ở đây cho thêm màu sắc nhé các bạn. Tôi sẽ chọn vào phần cây và bấm vào cây hoa. Tôi chọn cây có hoa này và chúng ta tiếp tục bố trí ở đây. Scale nhỏ lại chút xíu. Và chúng ta chọn lệnh di chuyển, nhấn Alt Tab và kéo qua. Xen kẽ những cây không có hoa thì có những cây có hoa sẽ đẹp hơn. Trông cảnh trông khác và sinh động hơn nhiều đấy. À, vị trí này tôi tiếp tục kéo qua đây. Thêm một vài cây hoa nữa. Còn bây giờ thì tại sao chúng ta không cho loa âm thanh vào nhỉ? Các bạn chọn vài phần âm nhạc ở đây. Tôi sẽ chọn vào loa. Và chúng ta có thể review trước xem loa nghe như thế nào. Tôi chọn phần thiên nhiên và chọn phần loa bờ biển, bấm vào. Và bấm trực tiếp vào vị trí này. Bây giờ tôi chọn Edit, bấm vào loa và tăng phần volume cao nhất rồi, chúng ta cho phần này nghe rõ hơn chút nữa. Phần trong này cũng vậy. Ok, có tiếng chim và có tiếng loa. Và chúng ta chọn tiếp. Tôi chọn đến phần Forest 1 này để cho tiếng âm thanh như chim kêu vào. Và tiếp tục bấm vào đây. Và Edit tiếp cho sinh động hơn. Sau khi xuất video thì loa này nghe khá rõ. Và chúng ta cùng nhau về weather để thiết lập thời tiết. Nếu như các bạn muốn sáng trưa hay chiều tối, hướng bóng độ khác đi. Tôi sẽ xoay từ hướng này qua. Hoặc là hướng này qua. Ok. Trông cảnh sẽ sáng và đẹp hơn. Thật tuyệt vời phải không nào?
Tôi có thể tăng mặt trời cao lên, cảnh chói hơn. Hoặc thấp xuống, nghiêng về đêm. Nào bây giờ tôi tạm thời tăng mặt trời cao vừa phải. Và tôi muốn mây nhiều hơn nữa. Trông hoành tráng hơn nhiều đúng không các bạn? Và nếu muốn chúng ta thay đổi mây, tôi chọn mây này chẳng hạn. Và ánh sáng mặt trời các bạn có thể tăng giảm. Tôi muốn sáng thế này chẳng hạn. Và hướng bóng tôi có thể xoay đi. Ok, rất đẹp. Và với cách này chúng ta tùy chỉnh một cách rất thoải mái. Còn bạn nào muốn hoàng hôn thì có thể thả xuống. Chúng ta có cảnh hoàng hôn. Tôi nghĩ rằng với những bức ảnh thế này chúng ta có thể xuất hình và đi nộp đồ án một cách thoải mái rồi. Còn ở video sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý các đối tượng vật liệu với ngoại thất này và đi sâu vào bên trong nội thất nữa.